cái quyển sách đó mình phải chuyển nó, mình phải có một cái cách riêng biệt để mà chuyển thành thành phim. Còn cái nó có những cái loại sách thứ hai khó hơn là cái loại sách này, tuy nhiên là nó nặng không phải về kinh nghiệm mà nó nặng về phong cách. Đấy, tuy nhiên là đó là những cái quyển sách mà nó tạo được cái cảm xúc từ cái cách họ viết. Đấy, từ cái cách họ làm thành câu, thành lời đó, và mình chuyển từ câu này qua câu kia, nó tạo ra được cảm xúc. Thế cái này rất là khó, là vì nó có thể là một câu chuyện rất là bình thường, không có gì đặc biệt cả, cũng như cái này không có gì đặc biệt cả, nó là giống như là đời sống nó cứ trôi qua vậy. Đấy, đó là một quyển sách rất là khó để mà truyền tải. Thì cái khi mà anh bắt đầu viết cái kịch bản của cái phim này thì là mình viết một cái kịch bản nó giống như là những cái kịch bản khác, có nghĩa là nó đó chẳng hạn như là nỗi ngày thì là đó, xong rồi mình bắt đầu tả và mình có những lời thoại này kia đó, thì Hùng có viết cái kịch bản đó, và thì cái kịch bản đó nó cũng có cái độ dài bình thường, tất nhiên là tầm cỡ 110 trang đấy. Thì 110 trang có nghĩa là nó là 110 phút, và khi mà đọc lại thì Hùng cảm thấy là Hùng đã đánh mất cái cảm xúc mà nhận được ở trong cái quyển sách đó. Đó thì là Hùng đã phải viết lại hết từ đầu, và cuối cùng cái kịch bản nó chỉ có dài 39 trang đó, và nó không có lời thoại. Đó, sau này nó sẽ trở thành những cái voice over đó. Đấy. Đó thì nó là một cái kịch bản rất là lạ và đặc biệt. Đấy. Và nếu mà mình với cái kịch bản đó đưa đi nó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Đấy, mình không biết vì sao cái này là một sự may mắn. Đấy, còn câu hỏi thứ hai của em là dạ chi tiết tấm gương ạ. Chi tiết tấm gương không, thì gương thì là nó có nhiều chuyện lắm với tấm gương, chẳng hạn như là nếu mà mình để cái này thì mình phải trở lại với cái chuyện gọi là ngôn ngữ điện ảnh đó. Đó, chẳng hạn như là người ta thường nói là, không phải người ta thường nói, xin lỗi, người ta chỉ có nói một lần thôi và sau đó người ta quên đi luôn. Đấy, và cái lần đó là cách đây đã lâu lắm rồi, vào những năm 60 đó, thì nó có một cái phim, cái phim đó là cái phim nó nói về một cái bất chuyện ở trong cái trại tập trung của Nazi đó. Mình thấy một người muốn chạy thoát ngục đó, và bị lính bắn chết, và cái người nó ngã lên những cái dây gọi là những cái dây thép gai đó, và mắc ở đó ở cái dây thép, và nó có một cú máy nó đi thẳng tới cái khuôn mặt của cái người chết đó. Đấy, thì có một người một đạo diễn đã viết một cái lời rất là hay, và cái đạo diễn nó có nói là những cú máy là nó có đạo đức ở trong những cú máy, chứ không phải là nó là một cái kỹ thuật để kể, chỉ là cái mình cấm không được làm, là vì một cái cú máy đưa đến như thế nó tạo ra một cái sự thô tục rất là lớn đó. Mình không có thể nào mà cho phép mình, khi mà một nhân vật vừa mới bị chết mà mình phóng tới để mình xem mặt cái người chết đó, đó là một cái sự thô bạo rất là lớn, và mình sẽ phải tránh cái đó. Thì trong cái phim này đó, và khi mà đến một nơi đó, những cái nơi đó là nó chỉ có là một cái nơi nó hợp lý với cái đời sống của nhân vật, và người ta quay cái cảnh, người ta chỉ có theo diễn viên thôi. Đó, còn nó có một cái dạng đạo diễn thứ hai, đó là cái dạng của Hùng, là những người mà quan tâm tới cái không gian, và hơn nữa rất là thích cái sự sắp đặt. Sắp đặt có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là những một nhân vật vào đây, một nhân vật kia vào, người ta gặp nhau ở đây, người ta nói cái này, người ta di chuyển tới đây, người ta mới nói đến cái chuyện này, và khi người ta tới đây, và đồng thời thì nó có một cú máy rất là phức tạp, rất là tinh tế để đi theo tất cả những cái đó. Thì cái này nó nhân lên 100 lần cái sự phức tạp, và nó tạo được một cái sự tinh tế rất là lớn, và nó tạo được một cái cảm xúc về điện ảnh rất là thú vị. Đấy, thì cái đó là nó sẵn. Mình chỉ cần cầm tới cái vườn nó có một chút hoa là mình quay thôi.
À, không đâu, mình chỉ có đến đó vào đúng mùa thôi là tốt. Của những cái mà cô có sau khi cô đọc kịch bản, cô nghĩ là cái professional reference nó sẽ như thế này, thế đó. Thì cái reference đó thì nó rất là đối với khi nó cũng có cái elegance, cái sự á, cái sang trọng, cái sang trọng của nó. Nhưng mà cái vấn đề là những cái đấy là mình đang mong là chính. Tại vì cái phim này cũng nói về cái sự chết và cái sống. Và đối với anh khi cái màu đỏ là một cái màu nó rất là nói về cái chuyện đó. Vì cái chuyện yêu là cũng là màu đỏ, mà cái chuyện chết cũng là màu đỏ. Và khi mình có bầu trong phim, và anh khi dựa vào một, khi anh khi đưa cái reference cho những người mà làm việc cùng với anh khi, thì anh khi không bao giờ cho hình thật sự, hình của cái năm đó hay hình của cái thời đó, thì khi tránh cái đó. Tại vì những cái hình á, nó làm những người mà làm việc với mình nó quá cụ thể đó. Thì khi muốn có một cái gì nó mình có thể rất là quan trọng đúng không? Đó thì là để mà mình không có nhắm mắt chết một cách ngu xuẩn thì nên tới đó xem, và nó là những cái phim rất là hay và mình học được nó rất là nhiều. Đấy, vì thì đó nên xem cái chương trình của To để xem những cái phim đó, nên là những phim rất là hay. Đấy, vậy thôi. Cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của anh tài diễn Trần Anh Hùng với các bạn sinh viên trường đọc của Đại học Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời thầy Nguyễn Trung Phan, phó hiệu